chào các bạn. Đây là ngày 1 tháng 4 năm 2020, ngày đầu tiên mà áp dụng lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng. Và cũng trưa hôm nay thì Thủ tướng đã công bố dịch trên toàn quốc, dịch Covid-19. Bây giờ mình sẽ có việc phải buộc phải ra ngoài, nên mình sẽ gắn camera để cho các bạn thấy tình hình của Sài Gòn trong ngày đầu tiên mà áp dụng cách ly toàn xã hội. Mình cũng đã tới cái nơi mình cần đến, đó là một cái công ty ở gần đây. Thì video này sẽ kết thúc tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.